ơi chị đây, sao lại bỏ em lúc này chứ? Đi coi. Mày thả quái vật đúng không? Ê, không phải em đâu. Tai à? Không phải gì bà chúng mày á? Toàn làm những việc xấu. Không phải em. Tai em đi. Không phải em đâu. Ai ôi mà? Là thằng gì đó? Chính như nói. Nó thả quái vật đi. Ôi con kìa, phải là chọn đầu trận. Mày quá, đi bị tóm mày. Chị này, chị về với em đi. Mọi người cứ nghiệp em nhiều quá. Sao bị cơn đến nhanh 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 giết nó, đập nào vứt phải chết. Tất cả đã bọn anh cơ. Này, kia ra, đi. Ngồi tao đi nhá. Ở lên trên gì? Để cho anh cho. Let's go. Okay. Let's go. Bọn anh quên rồi đó. Chết với tao.
nhiên lại xuất hiện quái vật nào. Bị hồ lô, có chuyện gì vậy? Bị hồ lô. Thế mình vẫn ở đây cơ mà, tại sao lại có quái vật nhỉ? Thì là giao lộ Alibaba, hay là bọn chúng đã đổ nhầm đến đây, hay xuống dưới thêm này nào. Đi, không sao, đi. Thằng này nó ăn trộm.